Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chiều ngày 11 tháng 10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức họp báo trao đổi về việc thay đổi giá bán lẻ điện năm 2024. Theo đó, giá bán điện bình quân tăng từ 2006,79 đồng lên 2 2103,115 đồng trên 1 kWh chưa bao gồm thuế. Quyết định này đã được Chính phủ Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 2024 giá điện được điều chỉnh. Tuy nhiên, trong năm 2023, giá điện đã có hai lần tăng liên tiếp vào tháng 5 và tháng 11. Theo kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN do Bộ Công Thương công bố, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 là 528.604,24 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối, bán lẻ điện và phụ trợ quản lý ngành tăng 35.338,94 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,16% so với năm 2022. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 là 2.088,9 đồng trên 1 kWh, tăng 2,79% so với năm 2022. Từ các con số trên cho thấy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN lỗ 34.224,96 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2023 là 12.423,4 tỷ đồng, Nhờ đó, số lỗ giảm xuống 21.821,56 tỷ đồng không tính tới thu nhập từ sản xuất khác. Theo kết quả kiểm tra, các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản phẩm kinh doanh điện năm 2023 khoảng 18.032,07 tỷ đồng, bao gồm phần còn lại khoản tranh lệch tỷ giá thực hiện theo đơn hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện phần còn lại năm 2019 và khoản tranh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện từ các năm 2020 đến năm 2023. Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho hay, quá trình kiểm tra cho thấy năm qua giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện gồm giá than dầu khí tỷ giá ngoại tệ đều tăng cao do biến động của tình hình chính trị xã hội toàn thế giới cùng với ảnh hưởng của hiện tượng enino khiến cơ cấu nguồn điện biến động theo hướng bất lợi tức là nguồn cho điện giá rẻ như thủy điện giảm trong khi nguồn điện có giá đắt như điện than điện dầu tăng cao Cùng với đó, nhu cầu điện của Việt Nam tăng cao, sắp xỉ từ 10 đến 11%, dẫn đến ngoài các nguồn điện rẻ đã sử dụng hết, chúng ta tiếp tục sử dụng nguồn tăng thêm có giá cao hơn. Tất cả những yếu tố đó dẫn tới chi phí phát điện tăng cao, ông Hữu nêu. Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2006,79 đồng trên 1 kWh lên 2.103,11 đồng trên 1 kWh kể từ ngày 11 tháng 10 sẽ khiến cho các hộ kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị hành chính sự nghiệp phải trả thêm bình quân từ 91.000 đến 499 đồng trên một tháng. Riêng hộ nghèo được hỗ trợ 30 kWh mỗi tháng tăng từ 59.000 lên 62.500 đồng trên tháng về tác động của tăng giá điện đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ và đơn vị hành chính sự nghiệp. Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cùng với giá điện sinh hoạt, mức giá bán lẻ điện mới áp dụng cho các ngành sản xuất cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, cấp điện áp 22 kV đến dưới 110 kV giá từ 1.749 đến 3.242 đồng trên 1 kWh, tùy khung giờ, cấp điện áp 6 kV đến dưới 22 kV giá bán từ 1.812 đến 3.348 đồng trên 1 kWh tùy khung giờ. Với khối hành chính sự nghiệp giá bán lẻ điện mới là từ 2040 đến 2.124 đồng trên 1 kWh tùy khung giờ cấp điện áp. Giá điện bán lẻ cho lĩnh vực kinh doanh có sự chênh lệch giữa giờ cao điểm, thấp điểm và cấp điện áp tương ứng là 1.525 đồng và 4.795 đồng trên 1 kWh. Các giá này chưa bao gồm thuế VAT. Theo lãnh đạo EVN, hiện có khoảng 547.000 khách hàng dùng điện kinh doanh dịch vụ, trung bình mỗi tháng trả 5,17 triệu đồng tiền điện. Sau điều chỉnh, mỗi tháng sẽ trả thêm khoảng 247.000 đồng. Với các đơn vị sản xuất, hiện có 1,921 triệu hộ sản xuất, trung bình mỗi tháng trả 10,38 triệu đồng. Sau điều chỉnh, tiền điện tăng thêm 499.000 đồng trên tháng. Với các đơn vị hành chính sự nghiệp có khoảng 691.000 khách hàng hành chính sự nghiệp trung bình mỗi tháng trả 1,93 triệu đồng, sau điều chỉnh các đơn vị sẽ phải trả thêm 91.000 đồng trên tháng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về mức tăng chi tiết từng nhóm khách hàng, ông Nguyễn Xuân Nam cho biết, tính toán của EVN cho thấy với các hộ sử dụng điện dưới 50 kW/giờ, hơn 3,26 triệu hộ chiếm 11,51% số hộ sinh hoạt thì mức tiền điện tăng khoảng 4.350 đồng trên một hộ một tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng từ 51 kWh đến 100 kWh, hơn 4,4 triệu hộ chiếm 15,53% số hộ sinh hoạt, mức tăng tiền điện tăng khoảng 8.850 đồng trên một hộ một tháng. Đối với nhóm khách hàng sử dụng từ 101 kWh đến 200 kWh, hơn 9,73 triệu hộ chiếm 34,31% số hộ sinh hoạt và là nhóm khách hàng lớn nhất, mức tăng tiền điện tăng khoảng 19.250 đồng trên một hộ một tháng với nhóm khách hàng sử dụng điện từ 201 kWh đến 300 kWh, hơn 5,25 triệu hộ, chiếm 18,5% khách hàng sử dụng điện, mức tăng tiền điện khoảng 32.350 đồng trên một hộ một tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 301 đến 400 kWh, hơn 2,51 triệu hộ, chiếm khoảng 8,87% khách hàng sử dụng điện, mức tăng tiền điện khoảng 47.050 đồng trên một hộ một tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 400 kWh trở lên, hơn 3,2 triệu hộ, chiếm khoảng 11,28 khách hàng sử dụng điện, mức tăng tiền điện khoảng 62.150 đồng một hộ một tháng. Tổng số khách hàng sinh hoạt sử dụng điện từ 200 kWh trên tháng trở xuống có hơn 17,41 triệu hộ, tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ là 13.800 đồng trên hộ. Như vậy, mức tác động đến khách hàng sinh hoạt phổ biến dưới 200 kWh trên tháng ở mức vừa phải trong khi các nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện cao hơn sẽ chịu mức tăng đáng kể hơn, ông Nam cho hay, cũng theo ông Nam để hỗ trợ người nghèo, thủ tướng đã có quyết định về việc hỗ trợ 30 kWh trên tháng cho các hộ nghèo. Như vậy, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tăng từ 59.000 đồng lên 62.500 đồng trên tháng. EVN cũng ước tính về việc tăng giá điện 4,8% sẽ làm tăng CPI khoảng 0,04%, đây cũng là mức tăng rất thấp và đã được Chính phủ, Bộ Công Thương tính toán để không tác động nhiều đến nền kinh tế. Từ đầu năm 2023 đến nay, EVN đã 3 lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền với mức tăng 3%, 4,5% và 4,8%. Thiết bị điện và hệ thống máy móc phục vụ việc xây sắt gạo đã cũ nên tiêu thụ rất nhiều điện năng. Từ đầu năm 2024, cơ sở sản xuất gạo nguyên thủy đã thay thế thiết bị điện sinh hoạt và đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, áp dụng sản xuất vào giờ thấp điểm theo hướng dẫn của Điện lực Yên Mỹ. Việc làm trên đã giúp nâng cao năng suất mỗi ngày chế biến 50 tấn gạo và tiết kiệm 1 giờ sản xuất là 100 kWh. Cái quá trình thay đổi này thì là đơn vị nhận thấy là nó sẽ tiết kiệm được từ 15 cho đến 20% giá điện so với lúc đầu, tiết kiệm được 100 cho đến 150 triệu đồng trên một năm là đơn vị chuyên sản xuất cột đèn chiếu sáng, kết cấu thép và ống thép nên sản lượng điện tiêu thụ lớn. Trung bình một tháng, nhà máy thiết bị chiếu sáng và kết cấu thép Tân Phát Hương Yên tiêu thụ từ 1 triệu 200 đến 1 triệu 500 nghìn kWh, tương đương khoảng 3 tỷ đồng. Hiểu được việc thực hiện tiết kiệm điện sẽ giúp ổn định sản xuất, giảm chi phí, giá thành của thành phẩm. Những năm gần đây, công ty đã chủ động các biện pháp tiết kiệm điện, đầu tư máy móc, dây chuyền tự động, thay thế toàn bộ hệ thống thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED, tận dụng ánh sáng tự nhiên đã giúp tiết kiệm mỗi tháng từ 90 đến 100.000 kWh. Tiết kiệm năng lượng chính ra nó làm cho giá thành sản phẩm nó hạ xuống, làm cho cái giá trị của người tiêu dùng được hưởng lợi cũng như giá tiền lương cũng như sản phẩm của công nhân được tăng lên, người lao động hưởng lợi. Chúng tôi thấy đó là cái rất thiết thực với công ty. Huyện Yên Mỹ có gần 54.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, gần 7.000 khách hàng sử dụng điện sản xuất kinh doanh. Để hạn chế tối đa nguy cơ quá tải lưới điện, nhất là vào mùa nắng nóng, Điện lực Yên Mỹ đã tổng kiểm tra xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên đường dây, đặc biệt đơn vị đã có sáng kiến khách hàng đăng ký sử dụng điện. Việc này giúp điện lực cân đối điện năng, khách hàng ổn định sản xuất, giảm chi phí. Điện lực Yên Mỹ đã tuyên truyền vận động bà con thực hiện là tiết kiệm điện. Mỗi cán bộ công viên Điện lực Yên Mỹ là một tuyên truyền viên đối với gia đình, khách hàng. Điện lực Yên Mỹ đã ký phụ nộp hợp đồng mua bán điện đối với khách hàng có sản lượng điện trên 1 triệu kWh để thực hiện tiết kiệm điện. Nhờ triển khai và thực hiện các giải pháp trên, trung bình mỗi năm trên toàn huyện tiết kiệm được trên 9 triệu kWh. Điện lực Yên Mỹ đều đảm bảo việc cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất sinh hoạt của nhân dân và doanh nghiệp.